Gấu nâu, một loài động vật với kích thước ấn tượng, đứng thứ hai sau gấu trắng Bắc Cực. Gấu đực trưởng thành có trọng lượng khoảng 400-600 kg và chiều dài lên đến 2,4-3 m khi đứng thẳng. Lông có màu từ vàng, nâu. Mặc dù nặng nề nhưng chúng có thể chạy đạt vận tốc lên tới 64 km/h. Là loài động vật ăn tạp, gấu nâu thưởng thức đủ loại thực phẩm, từ quả mọng, rễ cây cho đến chồi cây, trái cây, nấm, cá, cá hồi. Chúng thích sống trong những khu vực tương đối thoáng, ước tính có khoảng 200.000 gấu nâu trên thế giới. Quần thể lớn nhất nằm ở Nga, khoảng 120.000 con, Mỹ khoảng 32.500 con và Canada khoảng 21.750 con. 95% của quần thể gấu nâu Mỹ nằm ở Alaska. Ở châu Âu, có khoảng 14.000 con trong 10 quần thể riêng rẽ, sống từ Tây Ban Nha tới Nga. Thông thường chúng là các động vật sống cô độc, nhưng gấu nâu tụ tập thành bầy dọc theo các con sông và suối trong mùa cá hồi sinh đẻ. Cứ mỗi năm gấu mẹ lại sinh được từ 1-4 gấu con.